chào mọi người, mình là Yến Chi. Rất vui được gặp lại mọi người tại kênh của Mr. Jerome. Nguyễn Đức Chiến, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, sở hữu body 6 múi lại được tiếng hiền lành. Sau thành công tại SEA Games 30, các tuyển thủ U22 Việt Nam thu hút thêm khá nhiều người hâm mộ. Ngoài những cái tên quen thuộc như Văn Hậu, Đức Chinh, Quang Hải, fan còn tò mò và dành sự ái mộ cho những gương mặt mới của U22 Việt Nam. Trong đó, trung vệ Nguyễn Đức Chiến gây bất ngờ với thành tích học tập khủng, thuộc kiểu hiếm có khó tìm trong giới cầu thủ. Cùng Mr. Zero tìm hiểu về nhân vật đặc biệt này nhé. Đừng quên bấm nút like, share và subscribe cho kênh của Mr. Zero nào. Tạm biệt. Sau thành công tại SEA Games 30, các tuyển thủ U22 Việt Nam thu hút thêm khá nhiều người hâm mộ. Ngoài những cái tên quen thuộc như Văn Hậu, Đức Chinh, Quang Hải, các fan còn tò mò và dành sự ái mộ cho những gương mặt mới của U22 Việt Nam. Trong đó, trung vệ Nguyễn Đức Chiến gây bất ngờ với thành tích học tập khủng, thuộc kiểu hiếm có khó tìm trong giới cầu thủ. Nếu các cầu thủ khác bước vào trường đại học với chuyên ngành về thể dục thể thao để hướng tới việc làm huấn luyện viên hoặc giảng dạy sau khi giải nghệ, thì chàng trai xuất thân từ quê hương Hải Dương Nguyễn Đức Chiến lại theo học ngành chẳng liên quan mấy đến sự nghiệp quần đùi áo số. Nguyễn Đức Chiến đã thi đỗ quản trị kinh doanh của trường Đại học Kinh tế Quốc dân, một trong những trường đại học hàng đầu Việt Nam. Anh chàng hiện đang là sinh viên năm nhất của lớp đào tạo đặc biệt để có thể vừa đá bóng vừa có thể học tập trong các ngày nghỉ. Việc Đức Chiến đang học tại Đại học Kinh tế Quốc dân khiến các fan ngạc nhiên. Dù có thể đó không phải hệ đại học chính quy, nhưng những câu cảm thán như Chiến giỏi quá vậy hay Chiến ăn gì mà giỏi thế đã thể hiện rõ sự mến mộ của fan đối với Đức Chiến. Nguyễn Đức Chiến sinh ngày 24 tháng 8 năm 1998, cao 1m84 và nặng 77kg. Anh chàng sinh ra và lớn lên ở thành phố Hải Dương, anh là trung vệ thuộc biên chế câu lạc bộ Viettel và là tuyển thủ của đội tuyển U22 Việt Nam, U23 Việt Nam. Đức Chiến sở hữu gương mặt điển trai, body săn chắc, cuốn hút lại được mọi người xung quanh yêu mến bởi tính cách hiền lành, chăm chỉ và vui tính. Ở SEA Games 30, anh thi đấu cả 7 trận của đội tuyển U22 Việt Nam, góp công vào thành tích giành huy chương vàng danh giá của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Với Đức Chiến, con đường theo nghiệp quần đùi áo số có vẻ bằng phẳng hơn nhiều đồng nghiệp. Từ Bệ Phóng là đội nhi đồng Hải Dương, 11 tuổi Chiến vô địch giải U11 toàn quốc, 14 tuổi từ quê nhà Chí Linh đến trung tâm thể thao Viettel, 17 tuổi được đôn lên đội 1 cùng đàn anh chinh chiến tại giải hạng nhì, 18 tuổi đeo băng đội trưởng U19 Viettel và vòng chung kết U19 quốc gia tại Nha Trang. Cán đích với thành tích đội Á quân, 19 tuổi được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn triệu tập lên U20 Việt Nam chuẩn bị cho World Cup. Cùng năm đó tham dự giải U21 quốc gia rồi điền tên mình vào đội hình tiêu biểu, 20 tuổi cùng câu lạc bộ chủ quản vô địch giải hạng nhất, v.v. Trên hành trình của cầu thủ trẻ dường như không có cú sốc nào quá lớn. Nếu nhìn vào một loạt thành tích kể trên, có thể đây tạm coi là cuộc hành trình suôn sẻ. Thế nhưng, đối với những ai yêu mến Đức Chiến, bên cạnh cảm giác tự hào khi được chứng kiến từng bước trưởng thành nơi cậu, đâu đó vẫn nhẫn nha cảm giác tiếc nuối khi tài năng của cầu thủ con cưng chưa được biết đến rộng rãi. Ở thời điểm cách đây chừng một năm, công cụ tìm kiếm Google không cho ra được bao nhiêu kết quả với từ khóa Nguyễn Đức Chiến. Chưa cần nói đến thống kê, phân tích chuyên môn, thậm chí đến thông tin cơ bản như ngày sinh, quê quán hay những thông số như chiều cao, cân nặng đều không chính xác. Có điều, dường như ai cũng biết và tin tưởng rằng, với lối chơi đỉnh đạt, khoan thai, phản phất đâu đó dáng dấp của những bậc tiền nhân, khả năng phán đoán chính xác, tư duy chơi bóng thông minh, cầu thủ người Hải Dương nhất định sẽ làm nên chuyện. Chính trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng cũng như các đồng đội ở câu lạc bộ Viettel đã không ít lần cả trực tiếp lẫn gián tiếp khẳng định điều này. Chiến vẫn miệt mài phấn đấu vì phía trước còn bạc ngàn cơ hội. Những cơ hội nhất định sẽ đến với người biết nỗ lực và kiên tâm. Trước khi V-League 2019 khởi tranh, cơ hội ra sân của Đức Chiến hãy còn bỏ ngỏ. Viettel có thừa trung vệ tốt, đội trưởng Bùi Tiến Dũng và người mới Quế Ngọc Hải đều là tuyển thủ quốc gia. Ngoài bên Gustavo Santos với chiều cao ấn tượng 1m95. Ấy vậy mà mấy ai ngờ được, kết thúc mùa giải, Nguyễn Đức Chiến chơi đến 24 trên 26 trận ở nhiều vị trí, từ trung vệ, hậu vệ biên đến tiền vệ trung tâm, là một trong số những cầu thủ ra sân nhiều nhất cho tân binh Viettel. Chiến có cho riêng mình một bàn thắng đẹp vào lưới Thang Quảng Ninh, nhiều pha kiến tạo và key pass. Tuy không thể hiện phong độ chói lòa, nhưng sự ổn định của Chiến đã góp phần không hề nhỏ vào thành tích xếp thứ 6 của câu lạc bộ. Đây cũng là thành tích tốt nhất mà một tân binh từng có được trong lịch sử giải đấu. Trong khảo sát cuối mùa giải bầu chọn 3 cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất, hàng loạt cổ động viên Viettel đã đồng lòng đưa ra những cái tên tiền đạo ngoại Bruno Cunha, đồng thời là vua phá lưới của giải, tuyển thủ quốc gia Nguyễn Trọng Hoàng và Nguyễn Đức Chiến. Trong số 3 cái tên kể trên, chỉ có Đức Chiến là cầu thủ do chính Viettel đào tạo. Chất lính đậm nét trong cậu bộc lộ qua từng pha tranh chấp, tinh thần chiến đấu của cầu thủ số 21 hàm chứa trọn vẹn cái hồn của đội bóng tân binh.
xứng đáng là hậu duệ của thế hệ thể công đi trước. Ở cấp độ đội tuyển, Nguyễn Đức Chiến tiếp tục làm nức lòng cổ động viên, đội bóng áo lính nói riêng, người hâm mộ bóng đá nói chung. Trải qua nhiều trận giao hữu như các trận gặp U22 Myanmar, U22 Trung Quốc, U22 UAE, trận mà Đức Chiến được tin tưởng giao ban đội trưởng, cậu đều cho thấy sự chắc chắn cần thiết, dần chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả. Sự đơn giản, bản lĩnh, lì lợm, khả năng phán đoán tình huống và đặc biệt là sự chắc chắn để trở thành điểm tựa tinh thần cho đồng đội của Đức Chiến, được đội trưởng đội tuyển Việt Nam Quế Ngọc Hải đánh giá rất cao. Anh cho rằng đàn em cùng câu lạc bộ của mình đang đi đúng hướng để có được thành công. Những người thầy của Chiến như huấn luyện viên Nguyễn Hải Biên, huấn luyện viên Park Hang-seo, v.v. cũng dành lời khen ngợi cho cậu học trò nhờ sự can đảm, nhiệt huyết của cậu. Bước vào chiến dịch SEA Games 30 với trọng trách nặng nề, hoàn thành giấc mơ vàng tồn tại 60 năm. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Hàn Quốc, cầu thủ sinh năm 1998 cùng các đồng đội tiếp tục khẳng định đẳng cấp của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á. Đức Chiến bắt đầu giải đấu ở vị trí trung vệ quen thuộc. Hiệp 2 trận cuối cùng vòng bảng gặp U22 Thái Lan, huấn luyện viên Park Hang-seo bất ngờ tung cầu thủ xuất thân trung vệ vào đá tiền vệ phòng ngự. Kể từ đó, ông Park liên tiếp tin tưởng Đức Chiến với vị trí được xem như trái sở trường này. Trong toàn bộ những lần Chiến ra sân với vai trò mới, U22 Việt Nam không thủng lưới bàn nào. Sự có mặt của một cầu thủ cao đến 1m84 chơi thấp nhất trong số 3 tiền vệ, án ngự phần giữa sân ngay trước mặt các trung vệ đã đưa ra phương án phòng ngự từ xa hết sức hiệu quả cho U22 Việt Nam. Đúng như kỳ vọng, Đức Chiến tạo ra chất cơ bắp cho tuyến giữa vốn thường xuyên đánh mất sự chắc chắn. Dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Chiến, đối thủ chỉ còn biết triển khai bóng vu vơ cầu may, bất lực trong công cuộc tìm đường đến khung thành thủ môn Văn Toản. Nói vui, Chiến đã bê bức tường thép tiến lên vài chục mét nữa. Vua bóng đá Pele đã từng nói, hầu hết mọi người khi chứng kiến một cầu thủ ghi được rất nhiều bàn thắng đều sẽ nghĩ rằng, ồ, anh ta đúng là một cầu thủ xuất sắc, bởi vì bàn thắng thì luôn quan trọng. Nhưng một cầu thủ xuất sắc là người có thể làm nên mọi thứ trên sân cỏ, hỗ trợ, khích lệ đồng đội, tiếp cho họ sự tự tin, tiến lên phía trước. Đó là người, nếu chẳng may đội không làm tốt, sẽ trở thành một trong số những người dẫn đường. Rõ ràng, chuyện thắng thua trong bóng đá mang ý nghĩa hết sức quan trọng, mà biểu hiện rõ ràng nhất nằm ở bàn thắng. Tuy nhiên, không phải lúc nào bàn thắng cũng là thước đo tuyệt đối. Trong cả sự nghiệp tính đến giờ, Nguyễn Đức Chiến với vai trò nòng cốt nơi hàng phòng ngự, hiếm khi ghi bàn. Giá trị của Chiến đến từ sự vững vàng, thứ giá trị vô cùng hữu ích trong giai đoạn khó khăn. Hạnh phúc có thể được tìm thấy ngay cả trong thời khắc đen tối nhất, chỉ cần ai đó nhớ bật đèn. Đức Chiến chính là một người dẫn đường, người bật đèn như thế. Chỉ mới đây, vào mùa hè năm 2018, người ta vẫn còn thấy Nguyễn Đức Chiến khi ấy vẫn còn là một chàng trai trẻ chưa đầy 20 tuổi, mặc áo beach, vui vẻ chơi đá bóng ma cùng thủ môn Hoàng Thế Tài trong giờ nghỉ giữa trận. Vậy mà chỉ hơn một năm sau mùa đông 2019, cờ đỏ sao vàng thêu nơi ngực trái, huy chương vàng sáng rực đeo trên cổ, Chiến đã là nhà vô địch SEA Games. Nhưng dù là lúc nào, Đức Chiến vẫn trình diễn một thứ bóng đá mà biên tập viên Quốc Khánh từng nhận xét là chân thành, giản dị nhưng quyến rũ, vô cùng tử tế, ngập tràn mê say, cũng như niềm tin rằng Đức Chiến sẽ tỏa sáng. Cứ tin rằng những người dùng sự nhiệt thành và ngay thẳng để cống hiến, tất nhiên sẽ nhận lại tình cảm mến mộ thành thật và ngay thẳng. Không chỉ chơi bóng bằng đôi chân, mà Nguyễn Đức Chiến nhất định sẽ chơi bóng bằng cả trái tim sư tử, dũng cảm, không đầu hàng.